Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trường đại học sư phạm Hà Nội. Ngày hôm nay cô sẽ cùng các con tìm hiểu về bài toán tìm một số hạng trong một tổng. Trước tiên cô muốn các con cùng nhắc lại về vai trò của số hạng và tổng. Hãy quan sát phép cộng dưới đây. 6 cộng 4 bằng 10. Hãy xác định vai trò của mỗi số trong phép cộng này. Đâu là số hạng và đâu là tổng? Hoàn toàn chính xác, chúng ta biết được ở trong phép cộng này thì 6 là số hạng, 4 cũng là số hạng và 10 là tổng. Chúng ta có trong phép cộng thì số hạng cộng với số hạng sẽ bằng tổng. Điều này có nghĩa chúng ta hoàn toàn có thể tìm tổng khi biết hai số hạng. Vậy bây giờ câu hỏi được đặt ra là chúng ta sẽ tìm một số hạng được không khi đã biết tổng và số hạng còn lại? Câu trả lời là có. Vậy chúng ta sẽ tìm như thế nào? Các con hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết, ở đây cô có tất cả là bao nhiêu ô vuông và các ô vuông đó được chia thành mấy phần, mỗi phần bao gồm các ô vuông như thế nào? Chính xác, chúng ta thấy được ngay là ở đây cô có 10 ô vuông được chia thành hai phần là 6 ô vuông màu xanh và 4 ô vuông màu cam. Thế thì cô hoàn toàn có thể viết phép cộng ở đây là 6 cộng 4 bằng 10. Từ phép cộng này cô cũng hoàn toàn có thể suy ra được là 6 sẽ bằng 10 trừ 4, hoặc 4 thì bằng 10 trừ 6. Vậy bây giờ nếu như cô muốn tính số ô vuông của một phần thì cô sẽ làm như thế nào? Chính xác! Nếu chúng ta lấy tổng số ô vuông Trừ đi số ô vuông ở phần thứ nhất thì chúng ta sẽ suy ra số ô vuông ở phần thứ hai. Và ngược lại, lấy tổng số ô vuông trừ đi số ô vuông ở phần thứ hai thì các con sẽ tìm được số ô vuông ở phần thứ nhất. Và đây chính là cơ sở để chúng ta giải bài toán tìm một số hạng trong một tổng. Các con tiếp tục quan sát. Hình này thì bao gồm 10 ô vuông. Cô đã biết phần này là 4 ô vuông rồi. Phần bên này được che đi và chúng ta biểu diễn bằng x. Như vậy ta sẽ có phép tính là x cộng 4 bằng 10. Vậy bây giờ chúng ta tìm x như thế nào? Các con nhớ lại là muốn tìm số ô vuông ở phần thứ nhất, chúng ta sẽ lấy tổng số ô vuông trừ đi số ô vuông ở phần thứ hai. Như vậy ta sẽ suy ra x bằng 10 trừ 4 và từ đó x sẽ bằng 6. Hoàn toàn tương tự như thế, nếu như cô che ở phần phía bên này và biểu diễn là x, thì chúng ta sẽ có lại 6 cộng x bằng 10. Từ đây các con cũng tìm được ngay x bằng 10 trừ 6 và x bằng 4. Đó chính là cách chúng ta tìm một số hạng trong một tổng. Từ đây các con hãy nêu ra cho cô cách tìm một số hạng trong một tổng. Chúc mừng các con. Chúng ta sẽ có. Muốn tìm một số hạng, ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng kia. Các con nhắc lại, muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Dựa vào đây, các con hãy cùng làm bài tập. Bài tập thứ nhất, tìm x. Cô có ví dụ, x cộng 12 bằng 35. Trước hết ta biết được x ở đây đóng vai trò là một số hạng. Như vậy, để tìm x, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng kia. Đây chính là tổng và đây chính là số hạng. Như vậy chúng ta có x sẽ bằng 35 trừ đi 12. Từ đó ta tìm được x bằng 13. Tương tự như vậy các con hãy cùng làm bài tập sau đây. Chúc mừng các con đã trả lời đúng. Cô chuyển qua bài tập thứ hai. Một lớp học có 38 học sinh, trong đó có 20 học sinh nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam? Trước hết chúng ta sẽ tổng số học sinh trong lớp sẽ bằng số học sinh nữ cộng với số học sinh nam. Số học sinh nữ đã biết là 20, tổng số học sinh là 38. Như vậy ta cần tìm số học sinh nam bằng cách thực hiện phép trừ. Dựa vào đây các con hãy trình bày lời giải của bài toán này. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta có Lớp đó sẽ có số học sinh nam là ta lấy 38 trừ đi 20, kết quả là 18 học sinh. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về cách tìm một số hạng trong một tổng. Cô nhắc lại, muốn tìm một số hạng, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng kia. Để rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng, hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo.